VDA chuyên gia âm thanh karaoke, VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xin chào quý vị, tất nhiên là trong dịp Tết đến xuân sang này thì ai cũng muốn nâng cấp dàn karaoke của mình để phục vụ cho việc giải trí ca hát rồi, đúng không nào? Và nếu như quý vị đang băn khoăn giữa rất nhiều thương hiệu mixer khác nhau thì đừng quên là VDA luôn có giải pháp. Và ngày hôm nay, Vidia mang đến top 3 những chiếc mixer hot nhất năm 2018 để quý vị tha hồ lựa chọn. Và hãy coi đến cuối video này để có cơ hội sở hữu chiếc mixer này với giá tốt nhất và những phần quà hấp dẫn nhất của Vidia nhé. 1. Mixer BF Audio Q3600H OPT Pro. Với thiết kế mới hơn, trang bị thêm cổng optical mà Mixer Q3600H không có, điều mà khách hàng mong mỏi bấy lâu. Mặt trước cũng như các mixer khác của BF Audio vẫn là 3 núm lớn để có thể điều chỉnh effect, micro, music. Đặc biệt là với 6 cổng micro giúp bạn có thể cắm thêm nhiều nhạc cụ trong quá trình sử dụng. Mặt sau với đầy đủ cổng kết nối của một mixer digital, cổng Canon cho loa trái, loa phải, loa center, loa sub, kèm với đó là các cổng audio in, audio out. Về tính năng, mixer BF Audio Q3600H OPT Pro có chống hú tuyệt đối, tiếng micro sáng, trong trẻo, không bị méo đuôi khi mở volume quá lớn. Bass mềm sâu hoặc là uy lực tùy chỉnh, cả phần mềm và chỉnh tay đều đơn giản dễ dùng. Kết nối mixer bàn để dùng nhiều micro mà vẫn chống hú tốt. Có thêm cổng kết nối optical giúp bạn nghe nhạc hay và sạch hơn với chất lượng âm thanh của mạch ADDA tốt nhất hiện nay. 2. Mixer BF Audio K3000 Wi-Fi Pro, chất âm hoàn hảo cho mọi gia đình. Về thiết kế, BF Audio K3000 được phủ mực màu xanh đen sang trọng theo đánh giá của Vidia là đẹp nhất trong các model mixer của BF Audio. Mặt trước được trang bị thêm một núm control để điều chỉnh âm lượng tổng của cả effect, mic và music, điều mà các mixer còn lại của hãng không hề có. Được trang bị 3 cổng micro quá đủ để sử dụng cho cả gia đình lẫn kinh doanh. Vẫn là hàng nút nhỏ đầy đủ tính năng để bạn có thể chỉnh tay khi không có máy tính và phần mềm của hãng đi kèm. Mặt sau không có quá nhiều đặc biệt, vẫn là các cổng kết nối loa và tín hiệu audio quen thuộc. Về tính năng đặc biệt thì mixer BF Audio K3000 Wi-Fi Pro có 3 chế độ chống hú hoàn hảo, có thể chỉnh được 15 cấu hình khác nhau cho từng mục đích sử dụng. Đây có lẽ là khả năng đặc biệt nhất của nó, với khả năng chỉnh âm vực rộng nên BF Audio K3000 được sử dụng cho rất nhiều mục đích khác nhau. 3 là mixer BF Audio K6000 Pro, mixer cao cấp sử dụng gia đình lẫn kinh doanh. Về ngoại hình thì mixer BF Audio K6000 với ngoại hình vui mắt hơn những người anh em trước đó, được tô điểm bằng lớp sơn bạc. 3 núm lớn trên mixer được trang bị đèn chớp nhìn khá là sinh động. Mặt trước đã không còn cổng cắm micro, thay vào đó là cổng jack USB để cắm dây kết nối mang tính chỉnh phần mềm. Mặt sau của mixer BF Audio K6000 có thêm 3 cổng micro chuyển từ mặt trước ra sau, kèm với đó là cổng optical, những cổng kết nối thông minh rất cần thiết ở thời điểm hiện tại. Về tính năng vượt trội thì mixer BF Audio K6000 Pro chống hú lọc tiếng tích hợp 20 giải tần equalizer, tất cả những tính năng cao cấp nhất đều được trang bị trên mixer này. Với cấu hình được setup sẵn từ hãng, bạn không cần giỏi kỹ thuật, vẫn có thể chỉnh được chỉ với một thao tác đơn giản dưới sự hướng dẫn lần đầu của kỹ thuật lắp đặt. Vidia vừa giới thiệu đến bạn 3 mẫu mixer kỹ thuật của hãng BF Audio đang được nhiều khách hàng tin dùng nhất thời điểm hiện tại của hãng. Mỗi mixer đều có ưu nhược điểm riêng, tùy nhu cầu sử dụng mà bạn có thể chọn một trong những sản phẩm ưng ý nhất cho mình. Nếu như bạn còn thắc mắc điều gì hay muốn test thử sản phẩm thì hãy đến Vidia của chúng tôi. Và đừng quên là tại Vidia của chúng tôi luôn có giá tốt nhất thị trường cũng như là đi đầu về chất lượng sản phẩm và chăm sóc khách hàng. Còn bây giờ, like, share và subscribe cho kênh YouTube của Vidia nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!